bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Theo VN Express tin mới nhận hồi 19 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2022, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, bị cáo buộc phát ngôn xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong các buổi livestream. Tối ngày 24 tháng 3, bà Hằng, 50 tuổi, bị cơ quan cảnh sát điều tra PC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Các biện pháp tố tụng bước đầu đối với bà Phương Hằng vừa được thực hiện trong lúc 19 giờ. Một lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh nói với VN Express, hồi tháng trước, PC01 đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đến cuối tháng 4 đối với bà Hằng. Động thái này được đưa ra sau thời gian dài cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều cá nhân, cho rằng bà Hằng có các dấu hiệu của tội làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Từ 18 giờ 30 phút, rất đông người dân, youtuber tụ tập trước biệt thự màu trắng của bà Phương Hằng trên đường Nguyễn Thông, quận 3. Cổng ngôi nhà đóng kín, bên trong có nhiều người mặc thường phục đi lại. Do lượng người hiếu kỳ kéo đến đông, cảnh sát địa phương phải đến vãn hồi trật tự. Tiếp đó, các tuyến đường trong bán kính khoảng 100 m tính từ nhà bà Hằng bị phong tỏa. Gần chục xe cảnh sát, xe thùng của công an quận 3 được điều đến nhà bà Hằng bà Nguyễn Phương Hằng được biết đến là đại gia bất động sản tại Việt Nam, vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi. Trong những người tố cáo bà Hằng có phó tổng biên tập báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hiền, gửi đơn đến công an thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Ông này cho rằng bà Hằng có các hành vi vi phạm như trên, nhắm vào cá nhân ông và nhiều người khác. Từ đó, ông Hiển đề nghị khởi tố bà Hằng. Sự việc liên quan đến ông Hiền bắt đầu từ giữa năm 2021, khi ông trả lời phỏng vấn báo VOV cho rằng bà hằng đã có các phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội sau khi bài báo được đăng bà hằng nhiều lần livestream trên facebook youtube tiktok có bày tỏ bức xúc đối với ông hiền sau đó trong việc báo vov bị hacker tấn công tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam bị cho là có liên quan tuy nhiên kết quả điều tra đến nay xác định bà hằng không có bất cứ quan hệ với các nghi phạm thực hiện cũng thụ lý đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố bà hằng của ca sĩ vi oanh tức nguyễn thị mỹ oanh từ cuối năm ngoái sau mới đây PC01 đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết do hết thời hạn, cho biết sẽ tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, theo VN tin mới nhận hồi 19 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, bị cáo buộc phát ngôn xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong các buổi livestream. Tối ngày 24 tháng 3, bà Hằng, 50 tuổi, bị cơ quan cảnh sát điều tra, PC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Các biện pháp tố tụng bước đầu đối với bà Phương Hằng vừa được thực hiện trong lúc 19 giờ, một lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh nói với VN Express, hồi tháng trước, PC01 đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đến cuối tháng 4 đối với bà Hằng. Động thái này được đưa ra sau thời gian dài cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều cá nhân cho rằng bà Hằng có các dấu hiệu của tội làm nhục người khác. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn quyết định này. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16 tháng 2, 2022 đến ngày 29 tháng 4, 2022. Từ khoảng tháng 3, 2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream gọi tên nhiều người nổi tiếng, trong đó nhiều buổi livestream bà Hằng đã tố nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và kết luận các nghệ sĩ này không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung nên không khởi tố vụ án hình sự. Bà Hằng cũng bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Vi Oanh, ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Hàng Ni nhà báo Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan tố cáo về hành vi vô khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức. Cảm ơn các công bạn dân. đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.